Chào Thúy, đây là khóa học MewGill, hôm nay là ngày học thứ ba. Đấy thì mình muốn xin một chút cảm nhận của em về cái quá trình mà em tìm hiểu đến khóa học cũng như là sau 3 ngày học thì em cảm nhận như nào. Vâng, xin mời em. Thực ra là em cũng qua bạn bè giới thiệu thì em biết đến đến khóa học của thầy. Và trước đấy em cũng ở nhà do em ở xa thì em toàn học những cái khóa miễn phí của thầy trên trên Zoom và trên những cái video thầy chia sẻ trên YouTube. Nên là đợt này thì do bạn bè cũng rủ nên là em đang quyết tâm là cái khóa MIM này. Rồi ok, học 3 ngày rồi thì em cảm thấy là mình học được bao nhiêu phần rồi? Chắc là về những kiến thức mà thầy chia sẻ kinh nghiệm này độ tầm 60% ạ. Ok, đấy thì về nhà cái việc làm thì nó sẽ giúp cho mình vỡ ra. Và nếu được thì khoảng 1-2 năm nữa khi mà có bệnh nhân em làm được một vài bệnh nhân mà nó đến như giai đoạn sau có những câu hỏi thì mình sẽ trao đổi đến nhóm hoặc trao đổi riêng, đồng thời em có thể quay lại để học lại một lần nữa. Thì những người mà làm rồi quay lại học lần nữa thì các bạn ấy sẽ vỡ ra khá là nhiều. Đấy thì đây là cái cách học của mình, đó là học đi và học lại liên tục. Rồi ok, nếu có thể góp ý để cái trung tâm tốt hơn ấy, thì em có muốn góp ý gì không? Trung tâm đào tạo thầy dạy rất là nhiệt tình, chu đáo. Và ngoài những cái kiến thức về MIM mà thầy chia sẻ thì những cái vướng mắc mà em còn chưa hiểu rõ thì thầy cũng chia sẻ thêm rồi, nên là em cũng không có ý kiến gì nữa. Ok, cái khóa học này thang điểm 10 thì em có thể cho bạn cho bên trung tâm được bao nhiêu điểm? Dạ, em chấm 9 điểm ạ. Ok, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nhé. Ok.